Xin chào các bạn nhé. À, mình vừa mới bị dương tính với virus nCoV thì cách ly ở nhà điều trị 7 ngày. À, hôm nay là ngày thứ 8 thì mình cũng đã đi test âm tính và đã hết cách ly rồi. Thì trong cái thời gian ở cách ly vừa rồi mình đã mua một cái bộ chuột và bàn phím không dây để mình dùng cho cái máy tính bảng. À, thì các bạn thấy thì mình cũng đã dùng và sử dụng được mấy ngày rồi. Hôm nay mình mới có thời gian và sức khỏe ổn định lại, mình mới quay video để review cho các bạn. Thì là đây là chiếc hộp nhé, chiếc hộp của cái bộ combo chuột và bàn phím rất là đẹp và xinh xắn các bạn, rất là đẹp và xinh xắn. Toàn bộ ngôn ngữ là bằng tiếng Anh nha các bạn. Đây là cái bọc ni lông ở bên ngoài, bọc xốp ở bên ngoài mà shop bán hàng đã đóng cho mình. Có cả phí ship về đến nhà của mình là hết 251.000, 252.000 nha các bạn. Cái shop này ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Đó, một bộ bàn phím mà chuột Bluetooth không dây. Đó, cho máy tính bảng này, iPad, PC, laptop. Đó. Ở bên ngoài này thì toàn bộ cái chỉ dẫn là bằng tiếng Anh, không có đèn bàn phím, không có đèn nền này. Thời gian 150 giờ, có rất nhiều cái chỉ dẫn các bạn ạ. Nhìn chung là cái này thì nếu mà các bạn mua về, các bạn có thể xem nó là các chỉ dẫn về dung lượng pin này, về dòng điện trong quá trình sử dụng này, dòng điện chờ này, thời gian sử dụng thì cái đấy cũng không quan tâm lắm. Một số chỉ dẫn bên trong là có một cái khay bằng xốp thì mình cũng đã bóc và sử dụng rồi, nhưng mà không còn ni lông nữa. Đúng lúc zin mới là cái bàn phím đó, lúc ở trong cái túi ni lông này nha các bạn. Còn đây là cái túi xốp chống sốc để đựng chuột, đi kèm với cái bộ này là một cái dây sạc nha các bạn. Dây sạc có đầu sạc là đầu tiêu chuẩn là micro USB, dây sạc dài 30 cm thì các bạn có thể dùng sạc điện thoại hoặc là cái cổng USB ở máy tính thì các bạn sạc nhé. Đây là chiếc bàn phím rất là xinh xắn các bạn ạ. Lúc đầu mình chưa mua thì mình cũng không tưởng tượng ra là cái kích thước của nó như nào đâu nhé. Có hai cái phiên bản, một phiên bản là 7 inch và một phiên bản là 10 inch. Thì đây là mình mua cái phiên bản 10 inch. Phiên bản 10 inch thì có kích thước là 24 thì phải, 24 dài, 24 rộng 15 và dày có 6 ly như các bạn, rất là mỏng. Đấy, nút phím thì bằng nhựa này, toàn bộ cái khung là cũng bằng 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 nhựa. Và cái mặt sau này thì theo mình thấy là bằng tôn mỏng, được cố định với cái mặt trên vừa bảy 12 con ốc vít nhá, 78 phím. Ở trên cùng các bạn thấy là có nút on off để bật nguồn, nút kết nối, có bốn cái đèn chỉ thị, đèn caps là để bật đèn caps lock, đèn kết nối Bluetooth, đèn báo sạc và đèn báo nguồn. Đó, ở ngay đầu là cái cổng sạc micro USB. Cái này thì cực kỳ là nhỏ gọn và nhẹ các bạn ạ. Chắc nặng hơn hơn 100 gram thôi. Nặng hơn 100 gram thôi. À, kích thước đây mình sẽ đo cho các bạn xem. Chiều dài nhé các bạn. Dài 25 cm các bạn ạ. Dài 25 cm và rộng 15 cm, dày là 6 mm. Tuy nhiên thì cái chiều dài của cái bàn phím này nha các bạn, mình đã đo rồi, nó bị ngắn hơn cái bàn phím tiêu chuẩn, tức là cái khoảng cách ấy. Khoảng chiều dài của cái nút phím nó sẽ bị ngắn hơn cái bàn phím tiêu chuẩn ở trên laptop hoặc là bàn bàn phím cơ nhé. Mình sẽ lấy mình đo cho các bạn xem một cái bàn phím
bàn phím cơ bình thường. Rồi, mình lấy một cái bàn phím cơ bình thường cho các bạn xem để các bạn có thể tưởng tượng, nói rất là khó tưởng tượng nên đây mình sẽ để cho các bạn xem này. Đó. Ví dụ như là đây là từ khoảng cách từ chữ chữ Q đến chữ P nhé. Đây mình để. Thì cái bàn phím này nó sẽ bị khoảng cách từ chữ Q đến chữ P này là nó sẽ ngắn hơn khoảng 1 cm các bạn ạ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như mà các bạn tay các bạn to quá, bàn tay các bạn to mà các bạn chuyển từ bàn phím tiêu chuẩn sang cái bàn phím này là các bạn gõ là nó sẽ khó hơn, các bạn sẽ phải làm quen mất một thời gian. Thì trong khoảng một ngày đầu mình gõ thì là nó cũng hơi hơi khó gõ một chút xíu. Tuy nhiên thì đến giờ này mình gõ văn bản thì rất là thích rồi. Mình đã quen với khoảng cách phím là mình gõ nó rất là sướng tay. Và cái nút phím thì nó êm nhẹ vừa phải. Khi gõ thì nó hơi phát ra tiếng âm thanh lách cách nhẹ nhẹ, các bạn nghe thấy không? Âm thanh lách cách nhẹ nhẹ này. Thanh lách cách nhẹ nhẹ. Nhìn chung trải nghiệm gõ phím là cũng tốt, phím nảy êm. Chỉ có hơi có tiếng nhẹ nhẹ thôi. Và lúc đầu mình mới làm quen với bàn phím này mình cũng vẫn bị nhầm là cái vì là nhà sản xuất bố trí cái bàn phím như này. Tức là bình thường cái bàn phím bình thường ấy, cái nút control nó sẽ ngay bên dưới cái nút shift nha các bạn. Bên trái dưới cùng nhất. Đó. Bên trái dưới cùng nhất. Và cái nút comment này các bạn này. Nút comment này. Nếu ở cái bàn phím cơ bình thường ấy thì là nút control bên trái này. Đó, xong đến nút home. À xong đến nút window. Nút command chính là nút window như các bạn thấy này. Nút control này, nút window này, nút an. Thì ở cái bàn phím này nó hơi trái một chút xíu các bạn thấy. Nút chức năng Fn này. Xong đến nút control này, nút an này và nút command. Comment tức là nút Windows đó. Nhưng không sao, chúng ta quá trình sử dụng chúng ta đang làm quen sẽ được thôi. Còn đó là cái bàn phím. Còn về đây là chuột. Chuột này thì là cái chuột chuột sạc nha các bạn. Chuột này là bên trong được tích hợp pin rồi. Cả bàn phím và cả chuột là đều được tích hợp pin. Cái loại chuột này thì có loại thì dùng cái viên pin AA các bạn, cái pin đồng hồ treo tường ấy. Thì các bạn dùng hết, các bạn thay. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng pin sạc. Còn cái loại này nhà sản xuất đã tích hợp sẵn pin ở bên trong nha các bạn. Tích hợp sẵn là pin ở bên trong. Kích thước của chuột thì nó cao, dài khoảng 11, rộng khoảng 5, mấy, gần 6 mà dày chưa đến 2 phân nha các bạn. Con chuột này cũng rất là hay. Về chuột trái, chuột phải, các nút nhấn này. Nút nhấn này có một cái nút nhấn này mình chưa hiểu cái chức năng của nó là gì. Có bánh xe. Đặc biệt chuột trái chuột phải thì cái công tắc của chuột rất là êm các bạn, nó không tạch tạch như chuột bình thường nhé. Lúc đầu mình mới dùng mình cũng rất là lạ và cảm giác cũng không được sướng tay. Tuy nhiên khi mình dùng quen thì mình lại thấy thích hơn là cái loại chuột mà nó kêu tách tách. Cái tiếng tách nó rất là êm, rất trầm nhẹ. Chuột thì có hai chế độ để chúng ta có thể kết nối nhé các bạn. Đây như các bạn nhìn thấy có cái công tắc này. Có ở bên trái nhất là cái Bluetooth này. Ở vị trí giữa là vị trí tắt tức là off và vị trí bên phải là vị trí 2.4G. Thì để kết nối với các cái thiết bị như là điện thoại có Bluetooth này, máy tính bảng có Bluetooth hoặc là laptop có Bluetooth thì các bạn gạt sang bên trái. Các bạn gạt sang bên trái. Sang bên trái và kết nối vào Bluetooth như bình thường. Khi đó thì các bạn bật Bluetooth ở các thiết bị lên và dò cái thiết bị chuột này và các bạn kết nối là sẽ sử dụng được. Còn nếu như là máy tính bàn bình thường của các bạn mà không có Bluetooth nhé, thì khi đó để dùng sử dụng con chuột này thì các bạn chuyển sang cái nấc gạt công tắc sang nấc 2.4G và sử dụng cái đầu cắm này. Các bạn sử dụng đầu cắm này cắm một cổng USB thì là các bạn sẽ sử dụng được con chuột này nhé.
Còn là máy của mình thì mình sẽ sử dụng cái kết nối Bluetooth thông thường, là mình sẽ gạt sang cái chế độ Bluetooth. Ok, xưa giới thiệu sơ sơ như vậy, sau đây mình sẽ kết nối và đánh văn bản cho các bạn xem. Trước tiên mình sẽ kết nối với cái máy tính bảng chạy Windows 10 của mình đã kết nối rồi, thì bây giờ nó sẽ có trong danh sách rồi, mình sẽ bật lên là nó sẽ nhận ngay nha các bạn. Mình sẽ để ngửa để cho các bạn dễ tiện quan sát, và mình sẽ phóng lên một chút xíu. Ok, để kết nối chuột nha các bạn. Để kết nối bàn phím thì mình sẽ kết nối bàn phím trước, kết phím chuột sau. Thì ở trên cái nút nguồn này các bạn sẽ gạt công tắc nguồn này. Đó, đèn nguồn sáng màu xanh này. Đèn nguồn sáng màu xanh nó hơi chói các bạn, không thấy rõ. Nó chỉ sáng trong vòng khoảng 3 giây nó sẽ tắt nha các bạn. Chỉ 3 giây nó sẽ tắt. Sau khi bật nguồn các bạn ấn nút connect này. Nút connect. Đó. Nút connect. Và ở trên bàn phím các bạn để ý này, chữ Q tương ứng chữ xanh, chữ màu xanh là Android này, chữ V kép là Windows, chữ E là iOS. Thì tùy thiết bị của các bạn ví dụ như thiết bị của bạn là điện thoại Android thì các bạn sẽ ấn phím FN nhé, kết hợp phím FN và phím Android giữ trong khoảng 3 giây đó. Và còn thiết bị của mình là máy tính Windows, các bạn ấn FN, ấn nút Win trong vòng khoảng 3 giây. Ở trên máy tính các bạn sẽ bật Bluetooth. Bật Bluetooth đây. Các bạn bật Bluetooth lên. Bây giờ là các bạn thấy này. Bàn phím đèn Bluetooth nhé. Đèn Bluetooth. Để mình che đèn thấy không? Đèn Bluetooth đang nhấp nháy, đang chờ kết nối nha các bạn. Đang chờ kết nối. Thì lúc đó ở trên máy tính của mình sẽ bật Bluetooth lên. Setting. Đây. Các bạn thấy là ở trên trong danh sách là có hiện cái Bluetooth keyboard, Bluetooth 3.0 keyboard, là cái chính là cái bàn phím. Còn cái BT5.2 mouse đã kết nối sẵn rồi, bởi vì mình đã dùng rồi. Còn là cái bàn phím để kết nối, mình ấn vào xem nào. Mình sẽ xóa màu đi để mình dò lại nhé. Thêm thiết bị này, Bluetooth này. Mình sẽ xem lại xem nào. Kết nối này, Windows này, ok, rồi các bạn thấy chưa, nó đã xuất hiện, đã quét thấy rồi, các bạn ấn đi kết nối thôi. Rồi kết nối thành công, ấn done, ấn done rồi. Đó, bàn phím đã nhận rồi, mình nút Windows là nó lên Windows rồi. Và sau đây mình sẽ đánh một số văn bản cho các bạn xem. Ok. Mình sẽ đánh một đoạn văn bản này. Đây là mẫu mẫu bàn phím và chuột không dây, à Bluetooth đi, và không dây rất nhỏ gọn tiện lợi. Bạn có thể dễ dàng mang đi theo theo những
chuyến đi chơi, đi du lịch mà vẫn có thể làm việc dễ dàng trên điện thoại. Thiếu chữ nào rồi? Trên điện thoại hay iPad. Thật là tuyệt vời quá đi mất. Rồi, mình đã gõ được mấy câu văn như thế rồi các bạn. Đây. Rất là nhạy các bạn ạ, gõ thích lắm. Độ nảy rất là vừa, rất là êm tay. Chỉ có cái là khi mới chuyển ở bàn phím cơ cái sang thì nó hơi bị ngượng một xíu, là do cái khoảng cách phím nó hơi bị gần đấy. Và khi gõ nó cái tiếng ra, gõ ra nó phát ra cái tiếng lách cách khá là vui tai. Thì nhìn chung là mình cũng như sản xuất nói cái thông số kỹ thuật là cái thời gian sử dụng khoảng từ 100 đến 150 tiếng. Xong khi sạc đầy, thời gian sạc đầy là khoảng 3-4 tiếng. Thì mình cũng chưa đo. Lúc đầu về mình sử dụng ngay thì cái pin còn có sẵn ở trong đó, thì nó sau khoảng 1-2 ngày nó hết. Thì xong mình sạc chắc khoảng 1 tiếng. Thì mình dùng cũng phải tầm 3 ngày hôm nay rồi, chưa thấy hết. Mà mình cũng dùng nhiều. Thì cái này mình dùng trong khoảng 30 phút mà mình không dùng thì là máy nó sẽ tự tắt. Hoặc là trong vòng mình cảm thấy là khoảng độ 5 phút thôi là mình là máy nó, cái bàn phím cũng như là chuột ấy, gần như nó chuyển sang cái chế độ ngủ ấy. Thì mình sẽ nhấn một cái nút này mấy lần ấy, thì nó sẽ dậy. Còn con chuột thì hồi nãy mình cũng đã kết nối rồi các bạn ạ, kết nối rồi nha. Chuột thì dùng cũng là nãy mình nói cũng rất là thích. Đây bạn thấy không? Mình bôi đen này. Thì kết nối nó cũng tương tự thôi. Chuột thì các bạn cũng bật Bluetooth lên, các bạn bật kết nối bằng cái, nếu mà chế độ nào thì các bạn dùng chế độ đấy. Như mình là dùng chế độ Bluetooth thì mình bật lên và quét giò ở trên đây. Ví dụ như là cái máy tính của mình nha các bạn, cái máy tính của mình đây là Bluetooth đang báo là có hai thiết bị kết nối này. Mình sẽ vào đây, các bạn thấy trong danh sách là đang có hai thiết bị là Bluetooth 3.0 keyboard và BT 5.2 mouse, và hai thiết bị đang kết nối. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn, sẽ thử kết nối lên cái điện thoại Android của mình xem sao nha các bạn. Riêng cái này thì máy tính này của mình thì mình dùng mấy hôm rồi, kết nối thì ngon rồi. Còn cái điện thoại Android thì mình chưa thử kết nối lần nào. Sau đây thì mình sẽ kết nối thử và cũng cho các bạn xem luôn. Đây là chiếc điện thoại Android. Trước tiên mình sẽ bật Bluetooth lên. Đây rồi. Bật Bluetooth lên. Mình sẽ kết nối cái bàn phím trước nhé. Trên bàn phím các bạn chuyển sang chế độ Android này. Ấn FN xong ấn cái nút Q này. Ấn nút kết nối connection. Rồi. Bàn phím đã nhấp nháy rồi. Mình sẽ vào Bluetooth xem thấy chưa. Selfie này, xem tất cả. Đây rồi. Bluetooth 3.0 keyboard này. Ấn vào. Đang kết nối. Cho phép. Đã kết. Ok. Đã kết nối. Mình sẽ đấy, hay không các bạn, vào cái chế độ home này, nó có ở trên cái bàn phím nhé. Cái bàn phím này có nhiều phím tắt này, ví dụ như là
Phím tìm kiếm ở trên này, phím tìm kiếm này. Đèn nó à, cái camera nói quá. Ví dụ cái phím F12 là phím tìm kiếm này. Đó. Các bạn ấn vào nút tìm kiếm nó sẽ ra tìm kiếm này. Ấn đây là nút home này. Về home này. Nút chọn select chọn tất cả này. Nút sao chép này, nút paste này, nhớ là nút cắt. Đây là các nút chức năng. Đó. Ví dụ là mình ấn vào nút tìm kiếm nhé, ấn hình tìm kiếm này, ấn bàn phím ví dụ như là V, các bạn V này, O, Lim, Pick, mình đang tìm video Olympic, nhấn Enter, ok, đó, ví dụ là, thì trở lại cái trước đó thì có cái nút trở lại này các bạn, bấm tên trở lại, không biết có được không? Đó. Sau đây mình sẽ kết nối con chuột này xem nào. Chuột này mình vẫn đang bật từ ban nãy như các bạn, nó đang tạm nghỉ rồi. Vẫn đang bật ở cái chế độ Bluetooth. Tiếp tục mình sẽ tiếp tục kết nối con chuột này vào cái điện thoại này xem nào. Mình tắt thì mình bật lại nhé. À đây, 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 đang hiện lên đây rồi. Bật lại đã. Đây các bạn. Đây. VT5.2 mouse đang ghép nối. Rồi, như vậy là cả chuột cả bàn phím đều kết nối rồi các bạn. Đây, các bạn thấy, thấy con chuột di chuyển ở trên điện thoại chưa? Để xa xa điện thoại các bạn xem nhé. Trở về này. Hôm này. Thử trình duyệt này. Đó. Vào toán Olympic này. Ngon lành luôn. Cả chuột cả bàn phím đã sử dụng được rồi. Sẽ chỉ có nhau điện thoại để thử gõ văn bản thôi. Đây là cái trang thi V Olympic toán các môn thi online của FPT. Con trai mình cũng đang thi nên là mình thử. Mình thử một cái địa chỉ web khác nhá. Tìm thử một cái để mình đánh thử văn bản. Là cái gì được nhỉ? Thì mà ví dụ như là cách bàn phím có tiếng Việt luôn. Cách rồi. Tăng chiều cao. Úi giời, ngon chứ các bạn. Chỉ việc nhìn enter. Rồi. Đấy quá. Như vậy là cả cái chuột và bàn phím mình đã đều kết nối được rồi. Thì các mình cũng có thể sử dụng như ở trên máy tính thôi, dùng để điện thoại để duyệt web để làm việc đều được hết. Thì về trải nghiệm thì nãy trong quá trình review mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Về cái ngoại hình thì không phải nói nữa rồi. Quá là ưng. Nhẹ nhàng, chắc chỉ khoảng cả chuột cả bàn phím chỉ hơn 100g thôi. Gõ rất là thích, độ nảy, nhẹ, êm, đều. Chuột thì xinh xắn này các bạn, không phải nghĩ rồi. Rất là nhẹ, rất là êm. Độ nhạy, chính xác, cao. Mà mình dùng nó, cái độ trễ nó cũng không có đâu nha các bạn. Phản hồi rất nhanh. Kể cả cái bàn phím này cũng thế, mình gõ gần như là không có độ trễ gì luôn. Mình chắc cũng như các bạn thôi. Nếu mà một người mà yêu công nghệ như mình thì cái sản phẩm như này cũng rất là đáng để tham khảo, để sử dụng. Nếu các bạn đang sử dụng điện thoại Android, điện thoại iPhone mà hoặc là những cái thiết bị nhỏ, máy tính bảng, thì
để mà đánh văn bản phục vụ cho việc kinh doanh hay bán hàng thì mà lại thường xuyên các bạn phải di chuyển thì cái bộ thiết bị này cũng rất là hợp lý để các bạn tham khảo. Chỉ đút vào trong ba lô là các bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào như các bạn. Nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này thì các bạn có thể tham khảo với cái đường link mình để ở dưới phần mô tả hoặc là mình ghi ở dưới phần bình luận. Nếu các bạn đã có cái bộ bàn phím này và có thắc mắc hay vướng mắc gì trong quá trình kết nối sử dụng thì có thể để lại câu hỏi ở trong phần bình luận. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.